So on the next slide is a picture of the space shuttle just after it left the launch pad. And I use this slide to tell you how we actually get into space and what it felt like. Và cái ảnh chụp này là ảnh chụp của một cái tên lửa được phóng lên, và phía dưới này thì nhiệt độ rất là cao. So the space shuttle had three main engines, which you can see in the center here. They're liquid propellant engines that were fed with liquid propellant from that big orange external tank. Và các bạn có biết là cái nguồn nguyên liệu mà phóng ra là nguyên liệu gì không ạ? Đó là nguồn khí hóa lỏng. Yeah. And we also had two solid rocket motors, one on each side of the external tank. Và bên để phóng được như vậy thì có hai cái nguồn nguyên liệu rất là lớn ở để cầm hai bên để nhiệm vụ là phóng tên lửa lên. Yeah. So what we would do is we'd ignite the main engines about 6 seconds before launch. They would come up to 100% of their thrust. The computers would take a quick look at it and make sure they're working okay. Yeah, trước khi phóng lên thì mọi thứ phải kiểm tra rất là an toàn, chặt chẽ, và kiểm tra cả nhiệt độ và mọi thứ để đảm bảo sự an toàn phóng lên. And then we would ignite the solid rocket motors. And when that happens, you jump off the launch pad with a really kick, a big acceleration of about 2.5 times the acceleration of gravity, or 2.5 Gs. Và lúc đó thì đi phóng lên thì tốc độ vượt qua cái tỷ trọng đó là 0.5 g, g gravity, tức là tỷ trọng lượng của trọng lực. I know that kind of acceleration is hard to think about. What does 2.5 g's mean? Well, to me, go ahead. Và các bạn suy nghĩ sao về 0.5 g có nghĩa là gì không ạ? I think it's easier maybe if you think about an aircraft being catapulted off an aircraft carrier. That's about 2.5 g's of acceleration, and it only lasts about 3 to 4 seconds. Và các bạn tưởng tượng cái máy bay mà đang bay lên đó, thì khi tốc độ bay á, là nó sẽ phải thắng được cái trọng lực của trái đất. Thì khi cái trọng lực của trái đất nó phải vượt qua cái tỷ trọng trọng lực hút của bản thân của cái vật bay á, thì nó bay. During launch we are accelerating at 2.5 g's for the first 2 minutes while we're on the solid rocket motors. Solid rocket motors burn very rough, so there's lots of vibration, lots of noise. Và quá trình tăng tốc bay lên như vậy thì quá trình tạo các âm thanh rất là lớn. And then at the end of 2 minutes, the propellant's all gone and the solid rocket motors, we jettisoned those, they fell back into the ocean on parachutes and were picked up by NASA boats and reused on subsequent space shuttle missions. Và chỉ trong 2 phút thôi là nó quá trình đã diễn ra và có thể phóng ra, và có thể là nếu mà cái sự cố gì xảy ra thì sẽ được các phi hành gia sẽ được bay ra bằng các dù nếu mà xảy ra sự cố trong 2 phút. Yeah, when that happened, the acceleration dropped way down from 2.5 g's to just 0.8 g's. It almost felt like we stopped. Yeah, và quá trình mà khi bay lên đó thì có tỷ trọng mà nó đã lớn á, thì nó sẽ bị rớt xuống, và đặc biệt là nếu mà tỷ trọng lên 0.1 g, 0.5. Then as we used up propellant in that external tank, we slowly accelerated out to 3 G's again, which occurred about 7.5 minutes into the flight. Và trong vòng 7 phút á, thì quá trình bay được diễn ra và thắng được cái tỷ trọng của cái lực hút trái đất đối với cái vật bay. At that point, we actually had to throttle the main engines back to maintain 3 G's because that's the structural limitation of the shuttle. Và quá trình bay được hoàn thành và sau đó. And then at about 8.5 minutes, all the propellant's gone. We're going 17,500 miles per hour, 25,000 kilometers per hour. We shut the main engines down. We go from 3 G's to 0 G's and we're in space. Và cái thời gian mà được phóng lên chuyển lên nhé thì chỉ diễn ra trong vòng trong tốc độ có thể lên đến 50.000 dặm trên một giờ. Tốc độ bay thời điểm và thời điểm đó. Yeah, it's actually hard for me to even believe that we're going 5 miles a second or 8 kilometers per second. Và rất khó tưởng tượng khi mà cái tốc độ với tốc độ bay cao như vậy thì cái cảm giác của bạn như thế nào ạ? So then the next thing we do is we separate from that orange external tank. Yeah. It kind of began to tumble, broke into pieces and fell into the Indian Ocean. Và khi đã đạt được cái tốc độ bay đã thắng được trọng lực của trái đất thì các cái bình nhiên liệu khí được tách ra tự động. Let's go to the next slide, okay? Yeah, I'm sorry. Oh, that one is normally not shut. That's the external tank that we separate from. Let's go to the next slide. So the next thing we do after we get rid of this external tank is we open the payload bay doors. And in this picture, you can see what we're carrying inside the payload bay.
Và đây là cái lúc mà cái phi thuyền đã được bay lên và chúng ta sẽ nhìn thấy là nó ở đạt trạng thái ra ngoài không gian và các cái bình nhiên liệu đã được thoát tách ra ngoài. So in the foreground you can see this black ring with some silver flaps there. That's the docking mechanism. That's where we actually connected to the Russian space station Mir. Yeah. Và cái mọi người có thấy cái đường dây nhỏ nhỏ xung quanh đó là cái sự thể hiện cái sự chuẩn bị để kết nối với cái trạm không gian. Đó là cái điểm đo để kết nối với trạm không gian. Yeah. In the back you can see a big white box that's called Space Hub. We were carrying 5,000 pounds of cargo in this space hub. Yeah. Và cái bộ màu trắng đó là cái nơi mà mọi người sẽ ở trong đó để kiểm soát. Yeah, so we had things like clothing and food for the crew. Và đặc biệt mang theo các nhiên liệu cần thiết như là áo, quần và thức ăn, các những nhu yếu phẩm. We had spare parts for the station and experiments for the station. Yeah. Và cả những cái vật liệu để làm thí nghiệm. And it was connected to the front part of the space shuttle with a long 40-foot tunnel, which you'll see in just a second. Yeah. No, go stay on that other slide. Okay, another slide. You can go ahead and translate what I said. Yeah. Okay. So it was connected with a long tunnel from the space hub back to the front part of the space shuttle. I'll also use this slide to talk about flying in space. I think one of the best thing about flying in space is being able to see our beautiful planet from orbit. Và cái điều đặc biệt mà khi bay lên như vậy, các bạn biết là điều gì không ạ? And I remember on my đó là nhìn về trái đất của chúng ta. Trái đất của chúng ta thì màu gì ạ? Màu xanh đó. Thì cái điều mà ông hứng thú nhất đó là khi bay lên và nhìn về trái đất, hành tinh xanh của chúng ta. I remember on my very first space shuttle mission, the very first time I looked out the window, the first thing that hit me the most was how deep dark black is. It's like the deepest, darkest black I've ever seen. Và một cái điều tuyệt vời đó là khi bay lên đó thì trong một bầu trời đêm xanh thẳm như vậy và ông nhìn thấy trong một trời đêm có một cái hành tinh sáng và hành tinh đó chính là trái đất của chúng ta. And then the next thing that hits you right away is how thin our atmosphere is. Và có một cái lớp mỏng bọc bên ngoài nó chính là bầu khí quyển và đó là một cái sự rất long lanh và đặc biệt khi nhìn về trái đất. And how fragile and beautiful our planet is and how small it is. Và cảm thấy trái đất rất là mong manh dễ vỡ và rất là đẹp tuyệt vời. How interconnected everything is in the world. Và điều tuyệt vời là cảm thấy cái sự mong manh nhỏ bé chút xíu đó thôi nhưng mà kết nối tất cả những gì mà chúng ta có được trên trái đất này. You see this beautiful blue and white marble sitting out in this deep dark void of space. And you và các bạn tưởng tượng đi trong một bóng đêm bao trùm như vậy thì có một cái viên đá màu xanh lấp lánh và tỏa sáng và ông cảm xúc của ông cảm thấy nhìn về trái đất cảm xúc rất là tuyệt vời khi nhìn về trái đất của mình. You begin to feel very lonely and very insignificant. Và ông mới thấy là cái sự quan trọng của trái đất chúng ta trong cái vũ trụ bao la này như thế nào khi chúng ta được bay ra ngoài không gian và nhìn về trái đất của chúng ta. And then you realize quite realistically that we really need to live peacefully on this planet and take care of our beautiful planet as well. Và chính điều đó nó xuất phát tạo của một động lực đó là chúng ta phải nghĩ là chúng ta phải bảo vệ cái hành tinh trái đất của chúng ta bởi vì đây là một cái hành tinh duy nhất có sự sống, một cái vẻ đẹp tuyệt vời trong vũ trụ này. So you would never get tired of looking at our beautiful planet from orbit. Let's go to the next slide. Yeah. Và chắc chắn là chúng ta phải tìm hiểu không gian nhưng mà quay trở lại để bảo vệ trái đất của chúng ta. So this is just a picture of me in the tunnel that we talked about that connected to the space hub in the back of the payload bay. Và đây hình ảnh của ông trong cái đường kết nối giữa cái phi hành thuyền và cái hệ trạm không gian quốc tế. This is an example of the second best thing about flying in space is being able to float around in zero gravity. It's just pure simple fun. Và trong một cái ví dụ trong đó là khi mà kết nối trạm gian thì các bạn được di chuyển trong đó là một trạng thái không trọng lực. Yeah. We could grab those handles, for example, and go shooting down this tunnel like a bullet. Yeah. We had a lot of fun. Và ông thấy cái cảm giác đó rất là vui bởi vì khi di chuyển như vậy thì có thể ném đồ mà nó cứ bay lơ lửng ở trên trong cái ống kết nối đường hầm đó. Yeah. So on day two is when we got serious about doing the rendezvous with the space station Mir. Và đây là cái trạm station tên là Mir. M-I-R của Nga.
And this is what it looked like when it was about half a mile away. Go ahead. Next. Và cái khoảng cách từ đây chụp được hình đó là khoảng 700 mét, 800 mét. And this is what it looked like from inside the cockpit. That's me at the bottom looking out the overhead window, and you can see the station as we get a little bit closer. Yeah. Và khi ông ngồi trong cái phi tự thì của ông thì ông nhìn ra cái trạm không gian Mir đó thì qua cửa sổ rất là đẹp. Let's go to the next one. And this is again, look, as we got a little bit closer, it's a nicer, clearer view. But in the very center, you can see this orange module with some white circles there in the center. Và đây là cái cấu trúc của một cái trạm không gian quốc tế. Nó gồm có những cái cánh hai bên và cái trung tâm cái trục ở giữa làm việc. That was the docking adapter that we flew up on the very first space shuttle mission, which allowed us to use our docking mechanism to connect to the Russian space station there. Và cho trên cái trục trung tâm đó là cái phần cái điểm kết nối khi mà một cái phi thuyền bay lên thì sẽ kết nối vào cái trạm không gian đó, có một cái điểm kết nối. Let's go to the next slide. There we go. So this is what it looked like when we actually got docked to the station. What you see in the foreground is the solar array panel, which of course collects energy from the sun and turns it into electricity to power the station. Và các bạn có để ý không? Trong một cái trạm không gian thì nó có cái gì? Nó có một cái cánh, mà cánh đó là có những ngục để năng lượng mặt trời để giúp cho cái năng lượng cho cái hoạt động của cái trạm không gian. Đúng không? And what you can see here is that what we call the main base block of the station, and you can see a little porthole there. That's the cosmonaut sleeping quarters. Và các bạn thấy một cái phần trục ở giữa là cái khu làm việc, nó có chia thành nhiều cái phần, và trên cái đầu nó có một cái rất là nhiều cái thiết bị để có thể kết nối và chạm có thể đáp được kết nối để làm việc trên không gian. And so you can see our beautiful planet again in deep dark blackness of space, our very thin atmosphere. In this beautiful blue water, Pacific Ocean. So this, what we're seeing here is the west coast of South America or Chile, looking south along the Andes Mountains. Và cái điều gì đặc biệt thú các bạn ạ? Tức là khi các bạn lên được cái trạm không gian quốc tế, các bạn nhìn về trái đất, các bạn sẽ thấy được các cái vùng đại dương khác nhau bao phủ, đó là những đám mây. Và đây là hình chụp để nhìn về khí biển Thái Bình Dương của chúng ta. Let's go to the next. Yeah. And so then the next thing we did was open up some valves to equalize the pressure between the station and the space shuttle, which allowed us to open up the hatch and say hello to the crew inside. Và cái điều đặc biệt đó là trạm, bởi vì cái trạm không gian quốc tế thì nghĩa là các nước sẽ cùng làm việc với nhau, và khi cùng làm việc với nhau thì sao ạ? Chúng ta sẽ phải chào với nhau bằng cái ngôn ngữ của đất nước bên kia, và chúng ông phi hành gia Mai là của bên Mỹ thì làm việc với bên của Liên Xô có thời điểm đó, và phải hai bên phải giao tiếp với nhau, và ông cũng phải học tiếng Nga thời điểm đó. Let's go to the next one. Actually, yeah. It might be easier for me to do that, no? Yeah, you can control it. Yeah. If you... So this is just an example of what it looked like inside the base block. The station had been designed to be on orbit for 5 years. When we got there, it had already been on orbit for 9 years. Yeah. Và lúc có trạm không gian á, dự kiến á, thì sẽ làm trong vòng 5 năm, nhưng mà cuối cùng thì kéo dài cái thời gian ra là đến 9 năm. And it ended up staying on orbit for 15 years. Và bất ngờ nữa là bây giờ thay vì 9 năm thì bây giờ cái trạm gian lại tiếp tục được duy trì đến 15 năm. Như vậy lúc đầu thì thời gian dự đoán là hoàn thành nhiệm vụ trong vòng có 5 năm thôi, kéo dài đến 9 năm, và bây giờ thấy vẫn còn hoạt động được thì kéo dài thêm 15 năm, chứng tỏ công nghệ nó có thể là giúp cho cái duy trì cái thiết bị rất là tốt trong thời gian dài. Just for comparison, the International Space Station was designed to be on orbit for 15 years. It's already been on orbit for 24 years, I guess, or 25 years. And we hope to keep flying it until 2030. Và cái điều bất ngờ nữa là họ có thể hy vọng, kỳ vọng là cái trạm không gian này có thể làm việc đến năm 2030 các bạn ạ. 2030, tức là kéo dài thời gian thêm. And this is just a picture of me in the base block with the two cosmonauts that were on board the station. On the right is a guy named Valery Korzun and Sasha Kaleri on the left. Yeah, và đây là hình ảnh của ông làm việc với các bạn thấy cái cờ trên tay áo mà của nước nào ạ? I had the good fortune to work with these guys since 1995, essentially until just a couple of years ago when I retired. Valery on the right retired as a general in the Russian Air Force. And he was also the director of the Cosmonaut Training Center, which is the equivalent to Johnson Space Center in Houston, Texas. Yeah. Và ông trở về, các đồng nghiệp của ông làm việc ở Nga thì bây giờ cũng trở về làm những cái trung tâm
điều hành vũ trụ cũng tương đương giống như trung tâm Jones Center ở bên Texas. Where do we need to point? Yeah. There we go. Okay, so the first thing that Jerry did was get into the spacesuit that he would use on the Soyuz spacecraft. Yeah. Và các bạn để ý cái bộ trang phục của các chuyên gia không ạ? And once he checked that out and it was working properly, he became officially part of the space station crew, and John Blaha became part of my space shuttle crew. Và có trong cái nhiệm vụ này, các bạn có để ý một chi tiết rất là thú vị mà trên cái bộ áo quần phi hành gia thì một bên là cờ gì ạ? Cờ của Mỹ mà một bên cờ của Nga, đúng rồi ạ? Chính xác, đó là thể hiện cái sự làm việc hợp tác trên trận quốc tế như vậy. So that was very important to know, because if you had an emergency on the station, you need to know which spacecraft to evacuate to. Và cái đồng nghiệp của ông thì giúp sửa chữa những cái vấn đề mà xảy ra sự cố trong cái hành trình thực hiện nhiệm vụ. So this is just a picture of the Soyuz spacecraft, which is the Russian spacecraft which they use to get their crews back and forth to the station. Và cái trạm không gian quốc tế thì nó các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái vị trí đáp, bởi vì mỗi lần mà cái tổ của các quốc tế đi lên làm hoạt động thì phải đáp vào các cái vị trí khác nhau để so, thực hiện nhiệm vụ. You know, in 2003, Space Shuttle lost the Space Shuttle Columbia on entry. Và quay trở lại cái lịch sử năm 1993 thì lúc đó thì chương trình Apollo có thực hiện nhiệm vụ. And when that happened, the United States lost all its capability to get astronauts to and from the station. Nếu mà còn nhớ lại cái chương trình Apollo năm 1993 thì cũng xảy ra sự cố và sau đó thì cái trạm nó cũng ngưng lại hoạt động một thời gian. So our Russian partners stepped up and started taking all of our astronauts, all the partners' astronauts to and from the station during that time when the space shuttle was not flying. Và lúc đó thì Liên Xô, cái sự cố mà Liên Xô tan rã năm 1993 thì cái trạm không gian này phải được Mỹ thể tham gia phụ trách, vì lúc đó Liên Xô bắt đầu tan rã thì and Mỹ tham gia phụ trách quản lý cái trạm không gian. In 2011 we stopped flying the space shuttle completely, so for about 10 years we depended on our Russian partners to get all of the International Space Station program partner astronauts to and from the station. Và cũng không thể tưởng tượng được đó là sau cái sự cố Nga đó tan rã thì các chương trình hợp tác của Mỹ và với Nga cũng tham vào chương trình trạm không gian quốc tế ạ, các bạn. Khi nào? Các em có muốn không ạ? Muốn à, rồi. Hy vọng là một ngày không xa ha, Việt Nam cũng sẽ tham gia vào chương trình không gian của quốc tế. This is just a picture of John and Jerry in the base block having a meal. Yeah, và đây là các ông, các bạn có thấy các ông đang làm gì không ạ? Đang ăn, đúng không ạ? Đúng rồi, đang ăn và mọi người rất là vui đi thử nghiệm cái việc ăn trong trạng thái không trọng lượng như thế nào ạ? Đồ ăn nó rớt ra ngoài không ạ? So then we started transferring all that 5,000 pounds of cargo. This is a thermos bottle that we had to use to return some samples from an experiment that needed to stay frozen. Và để thực hiện nhiệm vụ này thì trong hành trình của ông mang đến khoảng 4.000 pound, tức là khoảng 2 tấn cái nguyên vật liệu để làm cái hoạt động về nghiên cứu và thí nghiệm. Not sure where I should point this pointer. Maybe I need to get closer. So this is just an example of one of the spare parts that we took up to the station. It's a gyro. It's called a gyrodyne. Đây là một cái thiết bị tên là gyro, để thực hiện các nghiên cứu và thí nghiệm. And I always thought it was kind of interesting. This is what they use to maintain the attitude or change the attitude of the station. So they had one of these big gyros attached to each of the three main axes of the station. Và cái gyro này để kiểm tra được cái vị trí, cái tọa độ khi mà các thiết bị bay như thế nào. So they could maintain the attitude, change the attitude without using reaction control jets or propellant. And we use the same system on the International Space Station program. Và cái thiết bị gyro thì kiểm tra các tọa độ khi mà các thiết bị bay thì nó giúp cho định vị được mà không cần phải kiểm soát. Having trouble with closer. There we go. Too much. Just another example of how much fun it is to fly in zero gravity and how. Các bạn bay theo những chiều đường đầu, cắm đầu lẫn nhau. This is looking out that porthole that I showed you earlier at the nose. Okay, thank you so much for sharing with us how exciting it feels to be.